Bùi gia ơi, tranh Tùng Hạc Diên Niên và Cửu Hạc là một à? Ở đây là một trong những cái comment của một bác khách muốn hỏi chúng tôi về cái ý nghĩa của bức tranh. Mặc dù hai bức tranh này đều có chung một cái chữ Hạc nhưng mà ý nghĩa thì hoàn toàn khác nhau. Đầu tiên là tranh Tùng Hạc Diên Niên với chủ thể là 9 con hạc đang quy tụ tại trung tâm của bức tranh. Với điểm nhấn là cây tùng đang ở thế quy căn hồi đầu, có một cái góc nghiêng khoảng 30 đến 40 độ. Ý muốn nói đến câu thành ngữ đó là diệp lạc quy căn, có nghĩa là lá rụng về cội, như lời nhắc nhở con người dù đi bất cứ nơi đâu thì sau cùng cũng vẫn phải nhớ về cội nguồn, nên là tranh Tùng Hạc Diên Niên thường được treo ở phòng thờ hoặc là phòng khách là như vậy. Còn tranh Cửu Hạc Du Xuân là mẫu tranh mà nói đến 9 con chim hạc đang đùa vui ở trên cây mai già, và cây mai già này với rất nhiều những cái cành mắt khẳng khiu, có các cái thân già cũng đua lên, và khi mà nhìn xa thì cũng giống như là một cái cội mai mà như là hình ảnh của người cha và người mẹ. Người mẹ đang phải còng lưng để cánh các con. Và tranh Cửu Hạc Du Xuân mang âm hưởng của hoa mai, loài hoa của mùa xuân, của sự tươi mới, nên khi ghép với 9 con chim hạc thì mang ý nghĩa là niềm vui, hạnh phúc được trường tồn, vĩnh cửu và mãi mãi. Vậy nên là khi đến với Bùi Gia thì không những các bác được thiết kế tranh theo ý tưởng mà còn được giải đáp ý nghĩa, tư vấn sâu sắc về bố cục và biểu tượng của từng tác phẩm nhé.